Sau 8 tháng từ ngày khởi công, dự án xây dựng tuyến đường kết nối cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ với vành đai 3 đi qua huyện Thanh Trì và quận Hoàng Mai hiện đang thi công trong tình trạng cầm chừng ở đoạn đầu tuyến Pháp Vân và cuối tuyến phía vành đai 3. Trước mắt thì mình đang triển khai một mũi thi công. Cái đoạn này nếu mà có thi công nhanh nhưng mà các cái phần khác mà mặt bằng chưa có thì thi công xong thì máy móc thiết bị thì cũng lại làm chờ ở đây thì cũng là một cái vấn đề mà cũng nên nhờ các ban ngành cũng phải tạo điều kiện. Dự án xây dựng tuyến đường kết nối cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ với đường vành đai 3 khởi công tháng 7 năm 2023. Tuyến đường dài 3,4 km, tổng mức đầu tư hơn 3.200 tỷ đồng nhằm phân luồng phương tiện từ xa, giảm tải cho vành đai 3 và cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ. Theo cam kết của các nhà thầu, thời gian thi công dự án trong vòng 760 ngày với điều kiện phải có mặt bằng. Nếu đến tháng 6 năm nay, quận Hoàng Mai và huyện Thanh Trì chưa bàn giao mặt bằng, việc thi công sẽ bị đình trệ, dự án khó có thể hoàn thành vào quý 3 năm 2025.